Oh,
Của Đảng, hội người cao tuổi phường Trưng Nhị
tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Để chào mừng đại hội, Hội Người Cao Tuổi tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt người làm chương trình chúc vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị, tháng 10 đẹp nhất hoa sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Để mở màn chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài múa hát Hoa Sen Tháp 10, nhạc và lời Trần Long Hải ạ. Do nhóm múa Hội Người Cao Tuổi Trương Nghị trình bày, xin quý vị một tràng vỗ tay ạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
tây ô người mã mãi. Từ trận đánh hôm nay ta xây lại bằng người, từ trận đánh hôm nay ta xây lại đẹp hơn. Mời quý vị thưởng thức bài hát Tình Đất Đỏ Miền Đông, nhạc và lời của Trương Quang Lục, do chị Lệ Giang, hội viên hội người cao tuổi phường Trương Dương trình bày. Xin quý vị một tràng vỗ tay động viên cho chị ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Thank you.
đến đây phong cảnh tôi cảm nhận làm bao mưa nắng quê tươi buồn sâu nặng niềm tin yêu trong gói đời tựa tháo mãi với chân trời niềm tin yêu trong gói đời tựa tháo nơi chân trời. Chương trình văn nghệ đến đây tạm dừng một lần nữa. Những người làm chương trình cũng đi đại biểu, cũng đi khán giả lời chúc sức khỏe, phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ban chấp hành Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thay mặt lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tới dự chỉ đạo và có lãng hoa chúc mừng đại hội. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Đính thay mặt cho đại hội lên đài hoa. Thành phố Phúc Yên
và các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 được sự đồng ý của ban lãnh đạo đảng ủy phường Trương Nghị hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2021. Đại hội người đại biểu người cao tuổi phường Trương Nghị nhiệm kỳ lần thứ tư năm 2021-2026 khai mạc tại hội trường ủy ban nhân dân phường Trương Nghị. Đại hội xin giới thiệu và chào đón về lãnh đạo thành phố. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh, thành ủy viên phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, phụ trách người cao tuổi thành phố Phúc Yên, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phần chuyên đề, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Duy Đông, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, xin đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Ngôn, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trương Nghị, xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. Về sự hôm nay còn có đúng, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường cũng về dự hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu và khách quý, về dự đại hội hôm nay, đại hội xin chào đón các ông bà, đại trưởng ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các ông bà chủ tịch, các qua các thời kỳ, các ông bà là đoàn thể chính trị xã hội, các ông bà là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đặc biệt có 45 đại biểu đại diện cho 817 hội viên người cao tuổi tiêu biểu về dự đại hội, xin trân trọng chào mừng. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin gửi đến các quý vị lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc, kính chúc các vị khách quý đại biểu về dự đại hội người cao tuổi phường Trương Nghị nhiệm kỳ lần thứ tư 2021-2026 mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, và cùng truyền thống vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam tiếp nối phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy ủy ban phường, ban chấp hành hội người cao tuổi phường Trương Nghị luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực tổ chức hội, về công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa trên cơ sở, tham gia đóng góp xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Ban lãnh đạo phường rất phấn khởi và ghi nhận những kết quả hoạt động của hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2015-2021. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội đại biểu người cao tuổi phường Trương Nghị 2021-2026 sẽ tổng kết công tác hội trong phạm vi 5 năm qua, đánh giá những vấn đề còn tồn tại và kết quả những kết quả tốt phát huy, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đại hội sẽ xác định phương hướng và nhiệm vụ trong 5 năm tới, đưa phong trào hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của tình hình mới. Tại đại hội này, đại biểu được nghe và chỉ đạo ý kiến của các ông bà chủ tịch mặt trận thành phố, phó chủ tịch mặt trận thành phố Phúc Yên và các đồng chí đảng ủy viên, đảng ủy các ban thường vụ đảng ủy. Một nội dung quan trọng nữa là đại hội có nhiệm vụ bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những đồng chí ở đồng hội viên có đủ tiêu chuẩn, có chất lượng để tham gia
tác lực vào công tác hoạt động chính sách chăm lo quyền lợi chính đáng hợp pháp người cao tuổi, giúp cho đảng ủy ban nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xứng đáng người cao tuổi Việt Nam nêu gương sáng sống vui sống khỏe sống có ích cho xã hội. Do đó đại hội chúng tôi hãy tập trung trí tuệ phát huy đoàn kết nhất trí để đại hội thành công tốt đẹp, đáp ứng với sự mong mỏi của 817 hội viên và nhân dân. Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu phường Thiên Nghị nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, thực hiện kế hoạch hướng dẫn số 02/HCNCT ngày 18/8/2020 của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn Đại hội người cao tuổi các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin báo cáo chất lượng đại biểu dự hội nghị. Tổng số đại biểu được triệu tập 45 đại biểu nam 32, đại biểu nữ 13, tuổi trung bình của đại biểu 68 tuổi, đại biểu có tuổi cao nhất 87 tuổi, đại biểu tuổi thấp nhất 60 tuổi, đại biểu là đảng viên 18 người, đại biểu là bí thư chi bộ 3 người, đại biểu là chi bộ trưởng người cao tuổi 8 người, đại biểu có văn hóa trình độ đại học 12 người, trình độ 10/10 22 người, đại biểu đã tham gia bộ đội 29 người. Qua kiểm tra, 45 đại biểu được triệu tập đủ điều kiện để tham dự đại hội. Vừa qua, đoàn chủ tịch đã báo cáo chất lượng đại biểu dự đại hội, đề nghị đại hội còn ý kiến gì khác? Không có ý kiến gì khác, đề nghị đại hội cho biểu quyết thông qua. Như vậy, đại hội nhất trí 100% với bản báo cáo của đoàn chủ tịch về chất lượng đại biểu dự đại hội. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Tĩnh thay mặt đoàn chủ tịch lên báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2017-2021 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 3. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin báo cáo bản tóm tắt tổng kết công tác hội người cao tuổi phường Thiên Nghị nhiệm kỳ 2015-2021 và phương hướng nhiệm vụ của đại hội năm 2021-2026. Kính thưa đại hội, đại hội người cao tuổi phường Thiên Nghị nhiệm kỳ 2021-2025 được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ phường Thiên Nghị lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025, là năm mà toàn đảng toàn dân đang thi đua để lập nhiều thành tích chào mừng thành công của đại hội đảng các cấp và đại hội đảng lần thứ 13, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc người cao tuổi lần thứ tư. Đại hội diễn ra trong không khí cả phường vừa đón một cái Tết vui tươi lành mạnh, một mùa xuân ấm áp. Thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2021 được sự quan tâm chỉ đạo của Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Phúc Yên, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thiên Nghị, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và tổ dân phố, đội ngũ ban thường vụ, ban chấp hành Hội người cao tuổi đoàn kết thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với phong trào. Hội viên Hội người cao tuổi tích cực hưởng ứng các đợt tham gia thi đua trong toàn xã hội. Những nhân tố đó đã thúc đẩy làm nên những thành công trong nhiệm kỳ Hội người cao tuổi phường Thiên Nghị 2015-2021 được thể hiện cụ thể như sau.
Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện công tác hội nhiệm kỳ 2015-2021. Một nhỏ là tình hình tổ chức của hội người cao tuổi phường. Về tổ chức, phường hiện nay có 817 hội viên được tổ chức ở 8 chi hội và công lạc bộ hữu sinh. Ban chấp hành của hội hiện có 11 ông bà, cán bộ chi hội là 8 ông bà, câu lạc bộ hữu sinh hiện nay có 44 ông bà. Hiện tại có 345 cụ ông, 462 cụ bà, hội viên là đảng viên cao toàn phường là 138 cụ, là các bộ đang công tác trong các cơ quan đoàn thể của phường và tổ dân phố là 26 cụ, hội viên là cựu chiến binh 82 cụ, tuổi đời từ 55 đến 69 tuổi có 442 hội viên, từ 70 đến 80 có 328 hội viên, từ 80 đến 90 tuổi có 28 hội viên, từ 90 tuổi đến 100 có 17 hội viên và tuổi trên 100 có 2 hội viên. Hai, nhiệm vụ chính trị của hội người cao tuổi của phường. Hội người cao tuổi phường Trương Nhị trân trọng thực hiện và theo tinh thần 18 chữ vàng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng cho hội người cao tuổi Việt Nam là tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Theo luật và điều lệ quy định, hội người cao tuổi Việt Nam chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiệm kỳ 2015-2021, hội người cao tuổi phường Trương Nhị luôn đoàn kết, vận động hội viên tuyên truyền thực hiện các nội dung chủ trương của luật người cao tuổi, tổ chức thành công các ngày lễ của hội và ngày truyền thống mùng 6 tháng 6, kỷ niệm quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10 hàng năm, tổ chức phối hợp giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trên quê hương ngày càng đổi mới và tích cực tham gia quyên góp ủng hộ các mạng quỹ do địa phương phát động. Hội người cao tuổi đã tích cực tham gia đóng góp vào các sự kiện chính trị của địa phương, thực hiện đề án 01 tinh giản biên chế, đại hội đảng các cấp, bầu cử hội đồng nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình nhân dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định ở địa phương. Ba, công tác quản lý sử dụng quỹ hội. Chân quỹ của hội được hình thành chủ yếu do từng hội viên đóng góp, với tổng số chân quỹ hiện nay là 335 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên tham gia đóng góp 400.000 đồng. Các chi hội đã cử những ông bà có trách nhiệm am hiểu về tài chính, quản lý, thống nhất cho hội viên khó khăn vay, có nhu cầu sản xuất, kinh doanh với lãi suất thấp trong điều kiện phát triển để phát triển kinh tế và kinh doanh. Tiền lãi được chi hội sử dụng đúng mục đích, chủ yếu là thăm hỏi hội viên khi ông đau, mừng thọ, hoạt động các ngày kỷ niệm, chi cho thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, cúng viếng hội viên khi qua đời. Với nội dung báo cáo, hội người cao tuổi thuộc thực hiện trong 5 năm qua đạt được kết quả tốt, đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể bổ sung tham gia với tinh thần trách nhiệm vào các phong trào chung của đảng, chính quyền, nhất là các tổ dân phố. Với tinh thần tuổi cao, trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phương châm là sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm gương chỗ dựa cho con, cho cháu, động viên con cháu làm ăn kinh tế, thực hiện đường lối, chấp hành pháp luật. Với những việc làm thiết thực, hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, là thành viên của công tác mặt trận nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt như báo cáo đã nêu. Tôi xin nhấn mạnh đặc biệt như những đề như tham gia vào đề án 01, tham gia vào phòng chống dịch trong 2 năm qua 2019-2020, hay công tác mừng thọ, thăm hỏi, ốm đau là việc làm đầy tính nhân văn, được hội viên trong toàn phường xây dựng và thực hiện, phấn khởi, yêu mến, gắn bó với hội. Tôi xin tham luận với hội, chi hội, các chi hội của đại hội hôm nay về công tác tang lễ khi hội viên qua đời. Ban chấp hành hội người cao tuổi chi hội đã xây dựng quy chế ngay từ đầu nhiệm kỳ về xây dựng kinh phí tổ chức tang lễ, lễ viếng, chia buồn
kết hợp với các tổ dân phố làm tốt và rất chu đáo. Nguyễn Thị Lan Anh, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Phú Yên, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2021, hòa chung với không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân của cả nước, chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Hội nghị cao tuổi phường Trương Nghị long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự với đại hội, tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của phường Trương Nghị xin trân trọng gửi tới đại hội các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu lời chào trân trọng nhất, chúc các quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Thực hiện lời dạy của người, đảng và nhà nước ta đã luôn luôn quan tâm, coi trọng, chăm sóc người cao tuổi, tôn vinh và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hòa chung với truyền thống vẻ vang của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, Hội Người Cao Tuổi của phường Trương Nghị chúng ta đã phát huy được vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, chí càng cao, nêu gương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiến kế hiến công, nêu gương trên tất cả các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở dân cư, tham gia đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch và vững mạnh. Trong 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi của phường Trương Nghị đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần đáng kể vào sự phát triển của đảng bộ phường. Các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, vun đắp truyền thống vẻ vang của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Người cao tuổi được tôn vinh, chăm sóc và tiếp tục phát huy những kinh nghiệm sống, uy tín, tiềm năng và trí tuệ trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc, kế tục truyền thống vẻ vang của các thế hệ cao tuổi đi trước. Lớp lớp người cao tuổi phường Trương Nghị chúng ta cũng đã không ngừng phấn đấu, tiếp tục phát huy vai trò của mình, sống, học tập và làm việc, phát triển kinh tế của địa phương, và là những tấm gương ông bà mẫu mực và là những ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ trẻ đi tới. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi của phường đã khắc phục những khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng hội. Về tổ chức, về phong trào, toàn 8 tổ dân phố đã có chi hội người cao tuổi, công tác kiện toàn từ ban thường vụ đến ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi của phường đến các chi hội đến tổ dân phố được thường xuyên quan tâm, thực hiện kịp thời. Tỷ lệ người cao tuổi tham gia sinh hoạt ngày càng cao, đến nay đạt khoảng 95%. Với một tổ chức hội đông đảo, nhiều hội viên là đảng viên, nhiều hội viên là những cán bộ công chức, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu có trình độ chuyên môn, kiến thức sâu rộng, các cụ đã tham gia xây dựng hội vững mạnh, từ đó đã đóng góp các phong trào văn hóa văn nghệ của Hội Người Cao Tuổi, giúp cho các cụ có cuộc sống vui khỏe, sống hạnh phúc. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận của phường, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà hội đã đạt được trong những năm vừa qua và trong nhiệm kỳ vừa qua, để nhiệm kỳ tới các hoạt động của Hội Người Cao Tuổi phường được phát triển hơn nữa, xứng đáng là một trong 3 phường trung tâm của thành phố Phú Yên. Tôi đề nghị ban chấp hành Người Cao Tuổi nhiệm kỳ 2021-2026 nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, tích cực đổi mới hình thức sinh hoạt, nội dung có hiệu quả và thiết thực, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và là lực lượng nòng cốt cho các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, và đồng thời các cụ luôn luôn sống vui sống khỏe là một tấm gương sáng cho các con các cháu
thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, quan tâm giúp đỡ các cụ già neo đơn, các cụ có hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, một nội dung quan trọng mà đại hội chúng ta phải thực hiện đó là công việc bầu ban chấp hành hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một nhiệm vụ quan trọng mà toàn thể hội viên của phường Trương Nhị đã gửi gắm tin tưởng giao cho đại hội chúng ta. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu lựa chọn các đồng chí có đủ tâm huyết vào công tác hội trong nhiệm kỳ mới, trên cơ sở đầy đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, đảm bảo tính kế thừa và tính phát triển. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, ban chấp hành đảng bộ phường Trương Nhị tin tưởng chắc chắn rằng hội người cao tuổi của phường Trương Nhị chúng ta sẽ không ngừng phát triển vững mạnh, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nhị xây dựng của phường Trương Nhị ngày càng giàu đẹp, ấm no và nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Với tình cảm chân thành, trân trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi chúc đại hội người cao tuổi phường Trương Nhị nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rực rỡ và xin trân trọng kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, cũng nhân dịp và đại hội người cao tuổi phường Trương Nhị hôm nay, đảng ủy hội đồng dân, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc của phường có lăng hoa tươi thắm để chúc mừng đại hội những thành tích của hội người cao tuổi trong đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Sau đây xin mời các đồng chí trong đoàn chủ tịch và các đồng chí trong ban của đảng ủy phường lên tặng hoa đại hội. Xin mời các đồng chí. Kính thưa đại hội đã hoàn thành nội dung thứ nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021-2026. Đặc biệt là đại hội đã được nghe sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân phường. Sau đây đại hội chuyển sang phần thứ hai là bầu ban chấp hành nhiệm kỳ khóa mới. Kính thưa đại hội, nhiệm kỳ 2015-2021, ban chấp hành hội người cao tuổi đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo đúng nghị quyết đại hội khóa 3 nhiệm kỳ 2015-2021 và kết thúc nhiệm kỳ tại đây. Sau đây đại hội chuyển sang phần nội dung thứ hai của đại hội là bầu ban chấp hành hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo đề xuất nhân sự của ban chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2015-2021 trình đại hội để đại hội nghiên cứu bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ vào sự chỉ đạo của trên và tình hình thực tế ở địa phương, ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 về số lượng ban chấp hành là 10 ông bà. Xin ý kiến đại hội. Về số lượng, nếu đại biểu nào nhất trí về số lượng 10 ông bà cho biểu quyết. Ai có ý kiến khác? Như vậy, đại hội nhất trí 100% số lượng đại biểu ban chấp hành nhiệm kỳ thứ tư là 10 ông bà. Về nhân sự cụ thể, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo: một, ông Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1958, văn hóa lớp 10/10, chức vụ hiện tại chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố số 4. Hai, bà Phùng Thị Hoa sinh năm 1960, văn hóa lớp 7/10, chi hội trưởng hội cựu chiến binh tổ dân phố số 5. Ba, ông Nguyễn Đăng Nhu sinh năm 1955, văn hóa lớp 10/10 và
vào Đảng ngày 9 tháng 10 năm 1975. Chức vụ hiện tại Bí thư chi bộ, chi hội trưởng người cao tuổi tổ dân phố số 2. 4. Ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1960, văn hóa lớp 8 trên 10, chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố số 1. 5. Ông Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 1946, văn hóa lớp 7 trên 10, chức vụ hiện tại trưởng ban quản lý đình làng Tháp Miếu. 6. Ông Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1953, văn hóa lớp 10 trên 10, chức vụ hiện tại chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố số 8. 7. Ông Hồ Văn Tĩnh, sinh năm 1954, văn hóa lớp 10 trên 10, vào Đảng ngày 16 tháng 4 năm 1979, chức vụ hiện tại chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. 8. 7. Ông Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1950, trình độ văn hóa lớp 10 trên 10, vào Đảng ngày 19 tháng 5 năm 1971, chức vụ hiện tại Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố số 6. 9. Ông Vũ Quang Quấn, sinh năm 1959, trình độ văn hóa lớp 10 trên 10, vào Đảng ngày 10 tháng 6 năm 1992, chức vụ hiện tại Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố số 7. Và 10. Ông Đỗ Xuân Tiền, sinh năm 1956, trình độ văn hóa lớp 10 trên 10, vào Đảng ngày 3 tháng 3 năm 1980, chức vụ hiện tại trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố số 3. Như vậy là 10 ông bà được ban chấp hành khóa 3 đề cử với đại hội. Sau đây đề nghị đại hội có ý kiến gì thêm bớt cho ý kiến. Nếu đại hội không có ý kiến gì thêm bớt, chúng tôi xin biểu quyết đề cử của ban chấp hành khóa 3 10 ông bà trong ban chấp hành nhiệm kỳ khóa 4. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các ông bà vừa được đại hội tín nhiệm bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ khóa 4 xuống hội trường tầng 2 ủy ban nhân dân phường họp phiên thứ nhất. Xin đưa lên đại hội. Đại hội đã nhất trí bầu 10 ông bà vào ban chấp hành hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp thứ nhất của ban chấp hành nhiệm kỳ khóa 4 tiến hành vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2021. Tới dự và chỉ đạo có bà Nguyễn Thị Lan Anh, thành ủy viên, phó chủ tịch mặt trận, người trực tiếp điều hành ban đại diện hội người cao tuổi thành phố, và ông Nguyễn Minh Ngôn, phó bí thư thường trực đảng ủy, tới dự. Sau đây tôi xin báo cáo kết quả phiên thứ nhất của ban chấp hành hội người cao tuổi nhiệm kỳ khóa 4. Ban chấp hành khóa 4 đã đề cử và bầu ban thường vụ hội người cao tuổi 3 ông bà. 1. Ông Hồ Văn Tĩnh. 2. Ông Nguyễn Văn Phúc. 3. Ông Nguyễn Hồng Phúc. Và cũng tại phiên này thì ban chấp hành đã bầu ông Hồ Văn Tĩnh làm chủ tịch hội người cao tuổi nhiệm kỳ khóa 4. Ông Nguyễn Văn Phúc phó chủ tịch, ông Nguyễn Hồng Phúc ủy viên thường vụ. Cũng tại phiên họp thứ nhất, ban chấp hành đã bầu ban kiểm tra của hội người cao tuổi gồm 3 ông. 1. Ông Nguyễn Văn Phúc. 2. Ông Nguyễn Hữu Hiệp. 3. Ông Nguyễn Văn Lợi. Và ông Nguyễn Văn Phúc phó chủ tịch được bầu là trưởng ban kiểm tra của hội. Xin được trân trọng báo cáo với đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng.
Sau đây xin trân trọng kính mời các ông bà trong ban chấp hành vừa được đại hội bầu lên ra mắt đại hội. Kính thưa đại hội, được sự tiến nhiệm của đại hội bầu 10 ông bà chúng tôi vào ban chấp hành hội người cao tuổi nhiệm kỳ thứ tư 2021-2026. Thay mặt ban chấp hành, chúng tôi trước hết xin cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội. Trước đại hội, chúng tôi xin hứa đoàn kết một lòng thực hiện tốt các nội dung theo nghị quyết của đại hội đại biểu hội người cao tuổi phường Trương Nhị khóa tư nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra, và rất mong sự cổ vũ giúp đỡ của các ông bà trong toàn phường. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, sau đây tôi thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu hội người cao tuổi phường Trương Nhị nhiệm kỳ 2021-2026 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Phúc Yên, hội người cao tuổi phường Trương Nhị thực hiện kế hoạch hướng dẫn số 02 HD người cao tuổi ngày 18 tháng 8 năm 2020 của ban đại diện người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn đại hội người cao tuổi các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Được sự nhất trí của thường trực đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Trương Nhị, hội người cao tuổi phường Trương Nhị long trọng tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội trường ủy ban nhân dân phường Trương Nhị. Về dự đại hội đại biểu thành phố Phú Yên, ban đại diện hội người cao tuổi thành phố, đại biểu phường Trương Nhị, thường trực đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể, trạm y tế, chủ nhiệm các câu lạc bộ, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng nhân phố, đại biểu các chi hội người cao tuổi có 45 đồng chí, đại diện cho 817 hội viên. Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ 2015-2021, dự kiến chương trình hoạt động hội nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2015-2021. Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu đọc tham luận, nói lên những thành tích của hội đã phấn đấu đạt được những trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những các thiếu sót tồn tại cần rút kinh nghiệm trong công tác nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã được nghe những ý kiến phát biểu có những tính chỉ đạo của đảng ủy. Đại hội đã hiệp thương bầu ra ban chấp hành mới gồm 10 ông bà, cụ thể như sau: 1. Ông Hồ Văn Tý, 2. Ông Nguyễn Văn Phúc, 3. Ông Nguyễn Hồng Phúc, 4. Ông Nguyễn Đăng Nhu, 5. Ông Đỗ Xuân Thiền, 6. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, 7. Bà Phùng Thị Hoa, 8. Ông Nguyễn Đức Thắng, 9. Ông Vũ Quang Tuấn, 10. Ông Nguyễn Văn Lợi. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu ra ban thường vụ gồm 3 đồng chí: 1. Ông Hồ Văn Tý, 2. Ông Nguyễn Văn Phúc, 3. Ông Nguyễn Hồng Phúc. Bầu chủ tịch và phó chủ tịch hội người cao tuổi: 1. Chủ tịch ông Hồ Văn Tý, 2. Phó chủ tịch ông Nguyễn Văn Phúc. Bầu ban kiểm tra: trưởng ban ông Nguyễn Văn Phúc, phó ban ông Nguyễn Hữu Hiệp, ủy viên ông Nguyễn Văn Lợi. Bầu cử với sự nhất trí cao trên tinh thần đổi mới, trí tuệ, đoàn kết và tin tưởng, đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của hội người cao tuổi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thúc đẩy các phong trào tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, các đoàn thể vững mạnh, hiến kế, hiến công, làm giàu cho quê hương đất nước. Quán triệt công tác hội người cao tuổi từ tỉnh xuống thành phố, đến phường và các chi hội cơ sở về kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm có ý nghĩa thiết thực, có nhiều chiều sâu và truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 và ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10. Tích cực thực hiện đề án chăm sóc và phát huy người cao tuổi trên lĩnh vực hoạt động của hội, xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, kiện toàn bổ sung số lượng hội viên mới có uy tín chất lượng, phấn đấu đạt 98-100% số người cao tuổi vào sinh hoạt hội, duy trì sinh hoạt hội họp, học tập theo điều lệ hội người cao tuổi Việt Nam, luật người cao tuổi Việt Nam một cách sáng tạo có hiệu quả cao. Nếu có điều kiện và kinh phí tổ chức liên quan du lịch, tạo khí thế sống vui, sống khỏe, sống có ích. Người cao tuổi phấn đấu cùng các mục tiêu của Đảng, chính quyền và mặt trận Tổ quốc hàng năm có từ 90-96%. Vừa qua đại hội đã được nghe Nguyễn Văn Phúc, thư ký của đại hội, thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội. Đề nghị đại hội xem có ý kiến nào khác. Đại hội không có ý kiến gì khác, đề nghị đại hội cho biểu quyết thông qua. Vâng, cảm ơn các ông bạn. Như vậy là đại hội chúng ta đã nhất trí 100% với cái bản dự thảo nghị quyết của thư ký đại hội. Được tin đại hội diễn ra, các nhà trường trong phường Trương Nghị có bó hoa tươi thắm chúc mừng đại hội. Thay mặt đại hội, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành hội người cao tuổi đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu tuổi cao chí càng cao, được Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Mặc dù các ông bà không còn tham gia trực tiếp với hội, song hội vẫn mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, tham gia giúp đỡ của các ông bà để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Để gửi lời cảm ơn chân thành đến các ông bà, đại hội có bó hoa tươi thắm và món quà kỷ niệm gửi tới ông bà. Xin trân trọng kính mời các ông bà lên nhận. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao, đại hội đại biểu hội người cao tuổi phường Trương Nghị lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra. Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2015-2021. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của đại hội. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 10 ông bà có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban chấp hành nhiệm kỳ hội người cao tuổi nhiệm kỳ khóa tư 2021-2026 để gánh vác trọng trách và Đảng, nhân dân phường Trương Nghị giao chọn. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội xin trân trọng cảm ơn Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đến dự, phát biểu và chỉ đạo đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ,
tổ trưởng cho dân phố, các đồng chí lãnh đạo của các nhà trường, các lực lượng phục vụ đã tạo điều kiện giúp đỡ để góp phần thành công của đại hội. Kết quả của đại hội là động lực quan trọng, là niềm vui lớn, nguồn sức mạnh cổ vũ động viên đối với hội người cao tuổi trong toàn phường. Đại hội tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và những kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ vừa qua, đại hội hội người cao tuổi phường Trương Nhị nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phương hướng mà đại hội đề ra. Trong niềm phấn khởi trước thành công của đại hội, đoàn chủ tịch xin tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu hội người cao tuổi phường Trương Nhị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn.